dành 40k mỗi ngày để thổi bay nỗi khổ phía đại tràng. Với Bifina chỉ đáng nhé các bạn. Men vi sinh quốc gia Nhật Bản. Bắn chạy số 1 Nhật Bản trong 28 năm liền. Mà bạn biết rồi đấy. Hả? Người Nhật tính cẩn thận vô cùng, nhất là những thứ bỏ vào miệng, tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Chính vì thế, để giữ vững số 1 Nhật Bản trong 28 năm liền thì Bifina cũng phải chất lượng thật, chứ không phải kém nha. Nhớ nhá, đây là sản phẩm của hãng dược 100 năm tuổi Morishita Jinja Nhật Bản. Thứ hai, Bifina áp dụng công nghệ đột phá SMC của Nhật Bản, giúp bao bọc bảo vệ lợi khuẩn trong những viên nang thế hệ mới, hình cầu, liên mạch, không vết nối, kháng được axit dạ dày, có thể đưa lợi khuẩn sống sót vào tận xương ruột non và đại tràng. Đây là thách thức mà không phải hãng dược nào cũng làm được. Ba, trong Bifida có 3 thành phần ưu việt: 1. Bifido, 2. Lactobacillus, 3. Chất xơ hóa tan. Những ai đang gặp tình trạng đau bụng đi ngoài triền miên, cứ nhậu xong lại té rẽ mấy ngày liền, đi làm mà chỉ lo đi tìm nhà vệ sinh thì làm sao mà làm được việc nữa. Bifina, cứu tinh cho bạn đây. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Bifina. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.